Yeah.
ngươi muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời để bảo vệ cho hòa bình ba ba. Đây biết ai không? Biết ai không? Ai? Dương Kim Thái Tử. Chuyện gì không? Không chuyện gì đúng không? Ta chưa có gì, chưa dành cho mất gì của bà nhà. Điều gì quá à? Vậy hả? Trời ơi! Cái gì bỏ tưởng chứ vậy? Có ai cắt rồi đó? Trời thấy tưởng mà, ổng ma, em thấy tưởng. Thấy tưởng mà, thấy tưởng thế nào? Rồi nè, tôi sẽ đi ở đây nha. Không phải là chỉ có tưởng bà. Thì biết không sao, đi sau lưng của tưởng bà là có 500 anh em. Nghe không? À, 500 anh em đó. Hãy subscribe.